Em sẽ làm một cái clip đi về tỉnh Pattaya, cách Bangkok 1 tiếng rưỡi xe, lái xe hoặc là đi xe bus 100 baht để review khách sạn từ Việt Nam sang, để biết những khách sạn mới và cái bãi biển tại trung tâm, và cùng chờ đón cái video này nha. Toilet của khách sạn Journey ở Pattaya đợt này nó cũng rất là sạch sẽ, toilet công cộng nha mọi người. Toilet công cộng trong khách sạn mà có dầu rửa tay và giờ khử trùng rất là thơm luôn, xịn đó. Đó. Rồi bước ra ngoài thì nó có cái tiền sảnh để ngồi chờ, ghế hoa đồ, và nó có hướng dẫn lobby, coffee shop đồ này mọi người. Nước, đồ ăn. Đó, ngoài đây là phòng cà phê đó mọi người. Phòng chờ cà phê của khách sạn. Cà phê này mọi người. Đó, ở đây có cà phê. Máy pha cà phê. Và ngồi để uống cà phê ngắm Pattaya chiều chiều. Đây, tầng 24 là có swimming pool, rooftop, ở trên đó fitness, rồi có luôn spa, red room. Đây, mình sẽ đi coi nha. Khung cảnh từ trên lầu 24 rooftop nhìn xuống Pattaya này mọi người. Đó. Và đây là hồ bơi của khách sạn đó mọi người. Ra coi thử nha. Wow, mở nhạc đồ âm sùm, có khăn đồ tắm. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Ở trên cái máy này đẹp quá, nó xây đẹp quá. Ô, ở dưới đây có cát luôn mọi người ơi. Trời, xanh lét đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Tôi hết hồn luôn trời. Ở khách sạn này thuê là 1.700 một đêm á mọi người. Ở 1.700. Đợt này là đi Pattaya review là để tháng 3 sắp tới là mọi người qua, là để biết mấy cái khách sạn mới ở Pattaya, để mà có thể coi những cái mới và nó sạch sẽ và nó đẹp để cho mọi người biết đi qua chơi nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây coi cái view như thế nào nha mọi người. Rất là thích luôn, có cát ở dưới đây. Rồi ở đây có quầy bar, mấy anh chị bán đồ cà phê cho mình chill chill. Mình xuống tầng 23, có fitness center, spa, restroom and sauna, mình coi thử nha. Đây, mở cửa ra rồi nè. À, cũng có khăn cho mình luôn nha. Ủa, sao vậy? Sao cũng là hồ bơi vậy? Xuống 23 mà ta sao chưa xuống? Trời, tôi mắc cười kiểu. Cái tầng 23 là đi phải đi xuống như đây. Là nãy giờ đứng trong thang máy, quá trời luôn nè mọi người. Không có xuống được, mà do cái tầng 23 ở trên đây. Fitness center là mình phải đi bộ xuống đó. Tầng tập thể dục nè. Và show nè ở trong này. Rồi có luôn cả spa luôn cho mình làm mặt, làm da, làm đồ. Xoa bóp cơ thể đó. Ồ, ở đây nó có cái gì đẹp quá không? Cái quán cà phê bự luôn á trời. Ồ, mấy cái ghế gỗ đẹp quá nè. Ồ, đi xuống coi cho mọi người coi nha. Đó, quán cà phê ở đây. Chiều chiều quá trời luôn, đẹp quá. Ồ, mấy cái máy pha cà phê nè, mắc lắm á. Mê cà phê lắm, nên rành mấy cái này lắm nè. Có nhiều, rất là nhiều món mới cập nhật này mọi người. Thiết kế mấy cái đá đẹp quá ha. Wow. Không quên mất. Đùa con không. Bây giờ mình sẽ vô sauna nha. Đây là phòng tập thể dục, thể hình. Có before entering please follow guideline nè mọi người. Rửa tay rồi đem mặt nạ gì đó. Ý là giữ khoảng cách 1-2 mét gì đó mọi người đó. Có máy lạnh rồi khử trùng cho mình, để mình nếu mình sợ thì mình khử trùng vô tay chân, với là dụng cụ tự mình tập đó. Nó có mấy cái bóng với là tà ở đây. View thành phố đẹp quá ha. Cái tòa nhà kia đẹp quá ta. Tòa nhà gì vậy ta, đẹp ghê đó. Đó, biển thì bên hông này mọi người, không có gần biển lắm nhưng mà thiệt ra cũng chỉ có 500 mét à. Đây là guest room nè. Gentleman guest room sauna trong đây nè mọi người. Vô coi phòng sauna thử như thế nào nha. À thì phòng sauna thì nó chỉ như thế này thôi. Nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó. Nói chung là cũng có ổ khóa với lại lóc khóa rồi ở chỗ đây mình đem đồ đi. Rồi ra review xong khách sạn này, nó có cái rửa đít đó ha. Nhiều khách hàng không có cái đồ đít. Wow, đây là tầng hồ bơi đó mọi người. Bây giờ cho đây sẽ chuẩn bị xuống bơi và chiều chiều. Dưới này là đang có hồ sụp đó.
trong 400. Đó, mọi người muốn cà phê là order ở đây nha. Đang ngắm biển, coi view biển mọi người. Qua ngồi đây cà phê và ngắm cảnh biển chiêu chiêu này. Chúng ta nghe cục này này không? Còn cái cục này là gì? Cái thôi mình nhắc đó. Mình phải điện sao? Cái này là dạ. Cái này là dạ. Nằm để tắm nắng và chiêu chiêu với không gian cái mái vòm của cái khách sạn này rất là đẹp mọi người. Thiết kế sao mà mình nằm dưới đây mình nhìn lên cái mái cái vòm á, là cái khung cảnh ở trước là thành phố và biển ở bên hông này, và ở dưới kia là cà phê và mọi thứ rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ xuống bơi thử nha mọi người. Đây cho nên vừa xuống hồ bơi đó, mọi người thấy cái mái vòm nó đẹp không? Đây và nắng chiều rất là đẹp, thích quá. Hồ bơi ở đây nước nó sạch, nước nó sạch rồi. Cho nên bơi xong rồi bây giờ đi bộ vô ở dưới tầng 23, bấm lên bấm cái sông hơi chỉnh nhiệt độ đó mọi người. Đó bây giờ mình sẽ vô sông hơi nghe. Nhưng mà mình lại order món chứ không phải là mình đi chọn món đó mọi người, cho nên là cũng rất là đặc biệt. Khách sạn này nó có cái quầy cà phê dễ thương cho nên rất là thích, và nó có cái cà phê đặc biệt của mình là ở đây nó có ghi nè mọi người. Đây, vừa bơi xong là xuống để review phòng cho mọi người, chứ mới tới chưa kịp review. Đây là có cái lò nướng cho mình đó mọi người, lò Samsung. Và khách sạn thì có đầy đủ mấy cái đồ tô dĩa, ly này là ceramic đó. Khách sạn đó, nó mắc tiền một chút cho nên mấy cái đồ nó cũng sang hơn mọi người. Trà và cà phê nè, rồi bình nấu nước. Nó có luôn là bếp từ nha mọi người. Đó, bếp từ với là ống hút này. Mình nấu nướng thì được ở khách sạn luôn. Và tủ lạnh thì Johnny để mấy cái đồ của Johnny. Đó. Rồi toilet á thì nó có cái lường quay lường lại bên tắm với lại bên đĩa nè. Đó. Và trong cái toilet này á là nó được một cái là mọi người nhìn thấy ra ngoài đúng không? Mình đang tắm nè thì mình nhìn ra được ra ngoài. Đó. Mà nếu mình thí dụ mình đi với người yêu hoặc là bạn bè á, cho nên đi một mình, nhưng mà nếu mà cho nên đi với người yêu và bạn bè, cho nên muốn người ta không có nhìn thấy mình đi tắm đi ỉa mắc cỡ thì bấm cái nút này nè. Bấm ngay cái nút này nè. Đó, mọi người coi này nha. Thích. Đó, hay chưa? Cái gương mà nó thành cái màn luôn đó. Cái gương cái kiểu cái màn luôn á mọi người. Nó bây giờ nó hiện đại lắm. Ở đây bế tủ đồ, đèn đồ trong này nè nha, ngóc đồ cái đầy đủ hết.
Đây, tivi rất là to, tivi âm tường luôn mọi người. Và có view, view của thành phố Pattaya nè. Đây. Đây view của thành phố Pattaya. Đây Johnny đang đi bộ ở trên một cái con đường ở Pattaya, thấy có quán như quán massage với lại búp ven đường trong. Đi coi thử nha. Đây dịch nhưng mà ở đây mấy cái quán massage và mấy quán bar nó mở vẫn đông khách. Cái quán massage ở đây giá là khoảng 200 baht, 150 cũng có luôn á. Oil là 300, có chỗ 250 tùy chỗ, nhưng mà mấy cái chỗ bình dân á mọi người đó. Trong cái đường này là mấy cái nhà nó màu sắc giống ở Phú Kẹt, nhưng mà nó hơi khác chút là nó không có, nó ba ta da chút đó. Club rồi quá trời này, club bự rồi, quán massage rồi nhỏ quá trời quán luôn đó mọi người thấy không. Trưa nắng đi bộ ở Pattaya thấy cái khúc này nó đang xây dựng cái khu mà có mấy cái nhà màu sắc á, đẹp quá ha mọi người. Nó sẽ chia ra từng cái khu nên để làm từng quán với nhau. Đây, người ta xây rồi sơn màu mỗi quán là một cái chòi đó, nhưng mà cái chòi người ta quay cái thiết kế cũng đẹp ha mọi người. Sẽ để cà phê rồi quán ăn KFC cũng là một quán kiểu giống như vậy đó, rồi ta chia ra chắc là bán cho những cái mặt thương hiệu này từng chỗ ta thuê năm xa để kinh doanh đó mọi người. Đang xây dựng dịch cho mà ở bên đây khách sạn với lại quán ăn là mở cũng nhiều lắm, mới á, ý là mới á mọi người. Đó bên kia có khách sạn gì vàng đẹp quá. Trong đây người ta xây dựng thêm từng trò nhỏ nhỏ, rồi có toilet rồi nha, màu xanh rồi màu cam, rất là phong cách Thái Lan. Có nhiều cái trò là cho người ta mướn rồi, còn có cái nhiều trò là chưa, đang xây nè mọi người đó. Nhân viên cũng ở đây cũng vài quán nó mới mở, trong đây gọi là một cái food garden của mới của Pattaya. Đẹp không mọi người? Đây buổi tối nó khác, nó có không khí. Đây trong cái khu cái chỗ màu sắc này có một quán cà phê của chị này, mình đã mua order chị này. Africa Ethiopia shop cà phê Piu Piu, chị đã làm cho mình cà phê đặc biệt đó. Cà phê đặc biệt là 70 bạc hụt chẹt bẹt hả, bẹt xịt hụt chẹt à, hụt chẹt bẹt đó hả. 80 bạc là cái cà phê đặc biệt là trong cái này, còn thông thường á là cà phê giữa đường là 30, 40, 45 đồ á mọi người đó. Trong cái khu này ghé mua cà phê. Đây, chị đó đã nướng lên cà phê cho mình đây. Chị đã hỏi mình là hổm không, thơm không á mọi người đó. Cái mấy cái này là đồ pha cà phê này đó, mấy cái đồ cà phê Johnny mua nè, Brazil nè, cái gì đây, thép xa đây gì đây, Lào nữa, Colombia. Một quán cà phê nhỏ giữa đường nhưng mà cũng có những cái cà phê mắc tiền ở Ethiopia này, cái đây người ta uống nhiều nè, Johnny cũng uống. Tại vì Johnny thích uống chua. Còn Panama đi cái gì á, lễ hội nhạc Y Sản ở đây nè. Đó, Y Sản của vùng Đông Bắc, nhưng mà đông dân muốn là mua một cái vé là 160 baht để vô coi nhảy, rồi người Thái thích cái đó, nhảy xong rồi uống bia. Cái vùng Đông Bắc cái nhạc đó là người ta có cái truyền thống như vậy đó mọi người. Đó mọi người thấy cái khách sạn của Johnny không? Đó cái khách sạn đó đó. Đó cái khách sạn nó có cái máy vòm đó mọi người, cái máy vòm mà hồ bơi á. Đó. Đó cái khách chè đồ ăn giữa đường rồi nhiều ha, đồ nướng rồi nè. Quá trời luôn, nem nướng giống Việt Nam vậy ta. Đó, đó khách sạn mới người ta còn sửa chữa nè đó, thấy không? Đó khách sạn này nè đó, Johnny qua cho mình coi nha. Trước khách sạn là cái chỗ này là nó gần trung tâm. Nhưng mà nó không phải là ngay biển luôn. Ở mỗi chỗ mỗi khu để review từng chỗ từng thời điểm cho nó khác nhau á mọi người. Đây là một cái khách sạn nó nằm trước biển Đông Tan ở trước nè. Johnny sẽ đi ra quay cho mọi người coi biển ở Đông Tan nha. Cái khách sạn mà đợt này ở là nó là nằm xa 500m với lại cái biển này, nhưng mà nó mới xây cho nên là Johnny review cái chỗ đó, mướn cái chỗ đó review 1.700, còn cái chỗ đó cái giá cũng bằng luôn. Nhưng mà khách sạn là cũ nhưng mà nó lại là nằm ngay biển, cho nên là nó tùy cái chỗ mình ở là mới nhưng mà nó lại xa một chút, còn cái chỗ đây vị trí nó gần cái biển nên nó mắc hơn đó mọi người. Vừa đi ra bên đây là biển này đó, cái chỗ đó đó, cái biển ở đây nó giống biển ở bên Cali hoặc nghe bên Mỹ á. Tôi chưa có đi Mỹ mà tôi tự nói vậy luôn nha, tại vì ở đây người nước ngoài nhiều lắm nè. Ken mọi người nhìn nè, quán cà phê dễ thương không à, đó ra biển luôn, nhìn đó là ra biển luôn.
Đây biển ngay dưới đó đó, bây giờ mình sẽ đi coi nha. Đây là khu trung tâm á mọi người. 7-Eleven là các quán rất là đông đúc nha. Đổi tiền là mọi ở giữa đường đó nhiều lắm. Ở bên này nó có cái sauna và là beach club. Ở ngay biển mà có sauna luôn không? Đó chỗ đó đó mọi người. Đó sauna đó ha. Đây đi bộ ra biển nè mọi người. Ở sau lưng là cái 7-Eleven nè. Xong ở bên hông nó còn có 7-Eleven nè, đầy ngay luôn bên Thái Lan sao nó. 7 quá trời luôn. Và đây là biển. Tôi đi đem theo cái chiếu để trải ra nằm quay cho mọi người coi cảnh biển ở sát trung tâm Pattaya nó như thế nào. Và cái biển nó khác với đợt trước là mình đi là biển Cọ Lan á. Còn cái này là trong trung tâm thành phố luôn, nó có nhiều cái biển lắm. Biển Trăm Tiên, rồi cái biển này là cái biển biển ngay chỗ này là nó có cái mấy cái người mà gây nhiều lắm á mọi người. Mấy cái người mà giới tính thứ ba á, thứ bốn gì á. Đó là mấy người đó là ở đây nhiều nè. Ai gây là muốn đi chỗ này thì đi. 7-Eleven chỗ này thì ngồi được luôn, ở ngoài nó có ghế ngồi cho mình uống nước luôn á trời, giống như quán cà phê luôn á trời. Được quá ha. 7 chỗ này được ghê luôn á. Ở đây nó có cái tòa nhà gì nè. Đây mình khám phá biển. Ở đây nó có quán nhiều quá ha. Sun cà phê, cát cà phê, cà phê cát. Cát ngay biển. Lấy tên cát luôn. Ra đường nào đây? Ở dưới đây có ghế đồ cho mình mướn đồ ngồi á mọi người. Biển hôm nay không, ở đây thì không, nó hơi động một chút, nó không có xanh lắm. Nhưng mà có không khí và vẫn vui vẻ bình thường nha mọi người. Wow, ở đây có cái chỗ cho mình đứng trước biển mình ngắm biển cũng hay hay ha. Đó. Có người lót mấy cái miếng giống Johnny nè đó, để tập yoga hay là tắm nắng cho khỏi mướn ghế. Nếu mà ai muốn khỏi tốn tiền thì nhớ đem cái thảm giống Johnny nha mọi người. Đây rồi, khung cảnh ở đây đây. Mọi người coi cái chỗ này lá nó rụng đẹp quá ha. Lá nó rụng xuống mà cái màu lá nó làm cái khung cảnh ở đây đẹp rồi đó. Đó, cái khung cảnh nó chiều chiều hơn, nhiều người tới đây mình hoặc là với bạn bè mua gỏi rồi ra ngồi giữa trải xếp rồi ăn vui vẻ hồi ngồi bạn bè chứ cũng không có cần chơi gì nhiều. Đó, với ánh nắng mặt trời. Đây là con biển giữa trung tâm Pattaya nha mọi người. Biển này là nhiều người giới tính thứ ba đến. Giống như cỏ sa mạc đó. Còn nhiều giới tính thứ ba. Có ở đây có công an rồi cho nên là cũng không có, mọi người không có sợ hết nha, có xe công an đi kiểm tra rồi đó. Nắng chiều đẹp quá thôi mọi người. Thực ra cái bãi biển là cũng không cần, nhiều lúc mình đi nó có không khí cũng không cần phải đẹp quá, đi với ai hoặc là đi một mình là có cảm giác hoặc là không khí thì vẫn thấy vui á mọi người, vẫn thấy đẹp. Nói chung là về biển là lúc nào thấy là vui đẹp hết đó. Đó mọi người mướn cái ghế ngồi đó đông ra nè, đầu tháng 3 mọi người tới đây chụp hình nè. Kìa đó, đó ngồi đứng quá trời luôn nè, mọi người thấy không, mèo chó đồ ở đây nhiều lắm, mấy cặp đôi liên bang giới tính nè, ẩm chó với nhau mà cho nên ngại quay người khác đó. Mấy cái khách sạn ở trước đây nè, hồi nãy Johnny đi ngang ra chỉ mọi người cái giá nó bằng cái khách sạn Johnny đang ở. Nó do nó cũ nhưng mà nó là ngay cái địa điểm ngay biển nên nó mắc hơn. Còn cái khách sạn của Johnny là nó đẹp lắm, nó mới đó. Nhưng mà nó là xa trung tâm 500m cho nên nó là rẻ. Rồi. Những cái cảnh này cũng không có gì hết nhưng mà lên hình chắc là đẹp vậy đó. Nhiều bạn ra đây đứng chụp hình rồi thấy không? Mấy cục đá có rêu rêu để buổi sáng lên chụp hình. Và nước ở đây nó hơi động. Trước cái bờ biển nó có mấy cái villa đó mọi người đó. Là mọi người thấy không? Villa cờ vợ chồng rồi thuê ở rồi đi ra biển đây nè. Biển ở trung tâm đó rồi đứng đứng chiều chiều đây. Nhiều người tới đây rồi thuê 50 bạc rồi cái ghế rồi ngồi ăn.
mèo chó rồi nhiều lắm, dễ thương bình yên ghê. Có 7-Eleven ngày đây hồi nãy trên này đó thấy không, nhiều người dẫn chó nè, 7-Eleven ngày đây luôn, rất là tiện nha. Đây Johnny đã đứng trước cái chỗ 7-Eleven, có ghế ngồi ở trước nè. Cái 7-Eleven gì mà nó lớn trước cái bờ biển đó mọi người. Bây giờ mình vô coi thử 7-Eleven này nó khác với lại 7 những cái chỗ khác như thế nào nha. Các hành khách ngồi đây rất là đông đúc luôn, buổi chiều biển là mua bia mua đồ ngồi ngoài đó để thưởng thức, đó quá trời khách luôn mọi người. Mình đi toilet ở trong này cũng có luôn nè, toilet nữ. Ở đây nó có cái nhà hàng á, nhà hàng đêm. Ở trước đây là tắm biển được, nó khoanh vùng đó mọi người. Còn cái mấy cái chỗ hồi nãy chụp hình đó là cái đá nó nguy hiểm cho nên nó phải khoanh vùng cái chỗ này tắm được. Cái biển đây là cái biển này là phải khoanh vùng. Còn họ đây ở dưới biển thì có rất là nhiều món ăn hàng phố của cô này bán này mọi người đã thấy. Gà nướng, nem nướng và các loại bánh chúng ta có thể mua được. Có rất nhiều con mèo ở ngoài đường và có nhiều người giới tính thứ ba. Có một con mèo giữa đường nó thấy cho đi chơi cái lông bọt ở biển Pattaya nè mọi người. Nó thích, nó muốn chơi nè. You want to play? Quân giặc lên hả? Quân giặc lên lông bọt không phổm hả? You want to play this? Em có muốn lên này chơi xe lông bọt với anh không? Nói bà thứ tiếng luôn, không biết nó mèo gì. Bà muốn nói chuyện quá. Bà lại để vuốt bà cô đơn á mọi người. Mèo đen thui hả? Ngày xưa nhớ nó mèo đen. Đố chú bà chơi, bà lấy cái bánh bà chơi kìa. Ủa, bà mèo với bà gà quấn lộn nhau mà. Thôi ta đi đây. Cười lắm mọi người. Ở giữa cái biển này nè, ngay là có cái sauna đó. Hồi nãy Johnny nói cái sauna này nè, người ta đang ngồi giữa biển, cái view là không mặc đồ, không mặc áo rồi đó. Ý là không mặc, hoàn chỉnh đồ để cởi đồ ra để sauna với cái view mọi người có thể nhìn thấy được, mọi người sauna ở trong phòng đó luôn á. Trời vui quá trời luôn, lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Tôi đi Pattaya rất là nhiều lần nhưng mà lại đây là lần đầu tiên tôi thấy được cái cảnh là sauna, sen sauna với là muối Himalaya gì đó. Đó, phòng sauna và có hồ bơi ở đây. Để vô hỏi thử giá bên đây. Người ta đang ngồi sauna giữa khung cảnh biển này mọi người. Đó, mọi người chạy bộ đi ngang sẽ thấy được trong này. Wow, ở đây đang có xông hơi rồi nè. Mọi người đang xông hơi nè, mọi người thấy không? Tắm hồ bơi ở đây rất là thích luôn. Giá là 300 baht một người, là một ngày á mọi người. Mở từ 6 giờ sáng cho tới là 3 gì 6 giờ sáng cho tới là sạm thum là 9 giờ tối là đóng cửa. Nếu mà đi hai người thì giảm giá còn 250 một vé, ở nguyên ngày được luôn. Nó sát ngay cái 7-Eleven giữa biển đó mọi người. Cái đó mua, nếu mà bạn này mà hỏi lâu quá, mua được một tháng là 3.000 baht thôi, là được dùng một tháng luôn. Có free cà phê nè, free trái cây dưa hấu nè, với là free nước uống. Ở trên lầu thì có massage luôn đó mọi người, hay chưa? Cái chỗ đó hay quá ha mọi người. Chỗ đó hình như làm cho các du khách người Nga thích đó. Đó, biển về đêm rất là đông người nha mọi người. Và mấy người đi xe hơi ngồi giữa cái yên sau xe hơi nếu mà không có ghế mọi người. Đó, không gian biển Pattaya đó. Thích chưa? Các em nhỏ cũng chơi ván trượt với anh Johnny Bangkok nè đó mọi người. Nhiều người tới đây chơi ván trượt lắm. Ở dưới đây người ta đang bắt ốc nè mọi người. Đem theo loa để đi bắt ốc rồi ăn trên bãi biển luôn đó mọi người thấy không? Mấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ trên biển là mấy anh chị cô gái đem theo loa nhạc và ròi ốc bắt và ăn trên bãi biển luôn. Rất là chill. Pattaya, một nơi biển không quá xuất sắc nhưng lại có đặc trưng của nó. Và Johnny nghĩ là biển ở Pattaya vẫn có chỗ đẹp, tại mình chưa biết, đó là cỏ lan. Cỏ lan là Johnny có đi và có review rồi, nhưng mà những ai mà theo dõi thì mới biết là
ở Cò Lan là có cái biển Mai Tài Quảng với lại Mai Tài Nứa gì á, quên rồi, quên tên rồi, nhưng mà nó biển cũng rất là xanh và những cái hòn đá rất là đẹp. Còn ở khu trung tâm thì nó có một nét riêng, đó là không khí tại đây. Không khí nó rất là vui nhộn và nó rất là chill chill theo cái kiểu bạn bè riêng ở đây đó mọi người. Ngồi loa giữa biển luôn, dưới đây là nước mà dưới cục đá, mấy người ngồi dưới tối luôn, nhậu luôn á, trời vui quá ha mọi người. Đây, rất là vui nhé. Quá trời đồ ăn được phố trong cái khu này nè mọi người, mực đồ nè. Ồ, mực quá trời luôn nè. Mua mực ăn không mọi người? Ồ, thích ăn mực. Đường phố về đêm Pattaya với đầy đủ các món ăn ven đường và các hàng quán tấp nập vào đầu tháng 3 nha mọi người. Đó, rất là đông vui. Ở đây là có cái quán cà phê dễ thương quá ha mọi người. Quán gì vậy ta? Vô coi thử. Nudi gì á. Wow, quán gì đẹp quá ha. Wow, cái quán cà phê này nó có luôn khách sạn á mọi người. Đó, đẹp không nè. Quán cà phê nó có luôn khách sạn. Guest house nè, cái guest house. Lovely room with breakfast now available. More information please contact inside. Oh, cái khách sạn này được quá ha. Ở dưới là cà phê, còn ở trên lầu á là khách sạn. Wow, dễ thương quá. Ngay chỗ bãi biển luôn, chắc là mắc tiền đây. Mình đi khám phá ven đường coi như thế nào nha mọi người. Đây nó có siêu thị. Đây nó có siêu thị gì á? Mini C, Mini Big C á. Bên đường thì có rất là nhiều món ăn, đường phố và cũng như hàng quán luôn á. Ở đây là bán đồ Thái Lan xăm tầm dầm nè mọi người đó. Còn bên này là bán đồ tắm đó, đồ tắm rất là phong phú ha. Con gái là mặc váy lưới lưới này chụp hình nè. Nhiều bạn tới đây để chụp hình lắm chứ không có đi bơi. Nhưng mà mình thấy như vậy vẫn rất là trẻ trung và vui nhộn nha. Rất là thích. Đó, mấy cái túi xách cũng đẹp quá ha. Túi xách màu sắc đúng Thái Lan luôn á. Wow, đẹp quá. Quân sứ à, quân thải à. Cái hỏi anh đó, anh không muốn nói. Đây, anh đang cười mình. Đó, ở bên đây cũng có quán rượu, quán bia gì nè. Bistro bar. Quá trời luôn, nana giết rồi. Nana giết rồi, bánh rồi. Nói chung là nhiều lắm mọi người ơi. Pattaya cũng vui quá ha. Hồi giờ Johnny cũng đi nhiều mà sao cái khu này ít biết lắm. Wow, ở bên đường này có massage Thái 200 baht này mọi người, food 200. Wow, chỗ đây cơm quán cũng đẹp quá trời luôn mà rẻ quá ha. Rẻ giống như mấy ven quán ven đường à. Ở đây cắt tóc rồi cũng rẻ mọi người. Ở Bangkok cắt tóc mắc, chứ ở đây Bangkok. Sát bên cái tiệm Bixi nó có cái Chetpon ở chỗ đây nè. Cái Chetpon gì á? Pratunak soi há soi năm đây, ở trong đây là nó có bán sinh tối là xăm tầm luôn, một khu lớn qua. Wow, nó có smoothie cũng ngon quá, 130 baht nè, có bơ với là almond milk banana. Ăn mấy cái này tốt cho sức khỏe nè mọi người, giữ dáng rồi gì đó. Với là sinh tố 100 baht là mix với nhiều loại. Qua wow, được quá ha mọi người. Johnny rất là thích ăn mực cho nên là lựa mực để nướng đó mọi người. Đó, mấy cái loại mực này mua nướng, bé nó đang nướng cho Johnny lựa thêm. Ở quán này có bán taco, mấy cái món đồ Mexico, với lại Johnny có order món này. Lát nữa coi thử món đó như thế nào nha. Các du khách Tây ăn ở đây cũng rất là đông. 100 baht nè mọi người, một ly nước to đùng luôn. Và thế là clip Johnny review về thành phố Pattaya cũng như là khách sạn mới này gần Bangkok như Pattaya và những cái nơi mới như thế này để mọi người thấy rõ tình hình và đi chơi dễ hơn. Hy vọng mọi người sẽ coi clip của Johnny vui và có nhiều
trải nghiệm trong clip để mọi người chọn lựa cho những cái nơi mình muốn đến. Và chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã subscribe giúp Johnny. Cảm ơn nha.